Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, thì các trời đế thích, đại phạm, thiên vương, chủ thế giới vân vân thường lễ bái, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. Phật dạy: Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, không những được các trời đế thích, đại phạm, thiên vương, chủ thế giới vân vân cùng nhau lễ bái, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, mà Đại Bồ Tát ấy còn hơn thế nữa, nghĩa là được các vị trời cực quang tịnh, trời biến tịnh, trời quảng quả, trời tịnh cư và trời rồng Atula vân vân khác cùng nhau lễ bái, cúng dường, cung kính, tôn trọng ngợi khen. Đại Bồ Tát này có thể tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, thì cũng được tất cả Như Lai, Ứng Chánh, Đẳng Giác và các chúng Đại Bồ Tát ở vô lượng vô số vô biên thế giới trong 10 phương thường cùng nhau hộ niệm. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát ấy hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, thì khiến cho bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn, nói rộng cho đến khiến cho trí nhất thiết trí mau được viên mãn. Thiện hiện nên biết, nếu Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, thường được chư Phật, các Bồ Tát và chư thiên, rồng Atula vân vân bảo vệ, nhớ nghĩ, mau viên mãn tất cả công đức. Nên biết Đại Bồ Tát ấy hành nơi chỗ mà Phật nên hành, cũng chân chánh tu hành những hạnh mà Phật đã hành, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nên biết vị ấy không khác gì Phật Thế Tôn. Hết quyển thứ 521.